101. Cửa hàng casa.com chào đón mùa hè với siêu nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Nạp thẻ từ 20k nhận lên đến 999 quân uy. Danh mục vòng quay cho trò chơi hấp dẫn nhận nhiều quà khủng cùng các phần thưởng vô cùng giá trị. Nick đây thì vô vàn, vừa rẻ lại còn vừa xịn. Thứ nào chịu đổi đây? Truy cập ngay vào cửa hàng casa.com để mua ngồi mình nhá. Ấn đăng ký rồi ấn vào cái chuông chọn tất cả dùm tôi nha. Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy đâu. Nếu chia tay mà dễ thì có lẽ em đã sẽ không phải cứ ôm nó buồn ở trong lòng như thế này. Có những câu hỏi em đã biết câu trả lời, nhưng anh muốn chia tay em hả? Vẫn muốn hỏi để chắc chắn đã thành người dân. Em đi thật mất vì anh muốn đi mà còn níu giữ. Em cố nhủ mình không khóc vì có khóc anh cũng giả vờ như là. Thì ok, hello mọi người nha, mình là Tô Twitter đây. Hiện tại nick này Lan là chuỗi 44, để lên chiến tướng cho khách á anh em. Thì đặt này khách thuê mình là đánh 2000 điểm Victor với lại lên chiến tướng luôn nha anh em nha. Thì ok nha, thì đặt này hiện tại mình đánh 44 game là win hết 44 game luôn á anh em. Thì vẫn như chiến thuật cũ nha anh em, ép game 5 phút, 6 phút win nha anh em nha. Thì đầu game mình vẫn di chuyển lên trên để ép thằng AD với thằng support tem bạn nha anh em nha.
Quả đầu nó may mắn nó chạy được rồi anh em ơi. Mình không dí tới tầm nó, nhưng mà hàng VDS thì không được may mắn như vậy nha anh em nha. Ok, thì quả này mình đã giết được mid tem bạn và support tem bạn nha anh em nha. Nhưng mà trận này thì có đi rắc nha anh em nha, nên là game nó hơi lâu một tí á anh em. Nhưng mà chủ yếu của tem cà thay là gì? Là bê trụ thôi anh em ơi. Còn quấn lộn này là bình thường không ít có quấn lắm anh em ơi. Thường là tụi mình chỉ chủ yếu tập trung bê trụ thôi. Nhưng mà quả này thì mình vẫn bú được ba mạng anh em nha. Thì vẫn bê trụ tiếp như bình thường thôi anh em nha. Và gần cuối mùa rồi, anh em nào chưa lên được mức rank mong muốn kiểu như là cao thủ chiến tướng thì anh em cần thì cứ liên hệ cho mình nha. Từ cao thủ lên chiến tướng mình chỉ nhận 15 cành một sao thôi nha anh em nha. Nếu mà combo anh em nha, còn ít hơn thì sẽ giá cao hơn vài cành anh em nha. Ok. Và anh em có cần cải thiện rank, cải thiện tấp tướng thì anh em cứ liên hệ trong phần thông tin, phần bằng tiểu sử của mình nha anh em. Chứ anh em đừng có bình luận cho anh em, mình sẽ không rep được anh em đâu nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. A few minutes later. Hey, leo leo cay.